Ok, chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài cái mẫu giao diện này nhé. Mẫu này thì nó rất là đẹp và những cái icon thì mình đã mod lại thành cái màu xanh lá cây. Đó, như các bạn thấy này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn cái phần hướng dẫn của video nhé. Ok, trước tiên để cài được cái mẫu này thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình những thứ sau đây. Đầu tiên đó là anh em sẽ cài vào cho mình cái ứng dụng là Nova Launcher. Rồi thứ hai là anh em sẽ cài tiếp cho mình cái ứng dụng là KWGT có biểu tượng hình chữ K nhé. Và cuối cùng là cái ứng dụng Greenlight, nó sẽ có cái biểu tượng hình chữ X. Rồi thì sau khi mà anh em tải về xong hết ba cái này rồi ấy, thì chúng ta cứ để đó nhé, không cần phải mở lên đâu. Sau khi mà tải về xong ba cái này thì anh em sẽ tải tiếp cho mình một cái file. Nó có tên là NTA Theme 11 nhé. Thì đây, cái đường link tải cái file này thì mình cũng sẽ cung cấp cho anh em ở bên dưới cái phần bình luận video luôn nhé. Ở trong này thì anh em chỉ cần nhấn vào cái nút download màu xanh, cái nút này này là chúng ta sẽ tải về được nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đã tải hết những cái thứ cần thiết để cài được cái giao diện này ấy, thì các bạn sẽ làm cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái file NTA Theme 11 lên nhé. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong cái phần quản lý file, quản lý bộ nhớ ở trong máy này. Rồi ở đây là cái ứng dụng file của bạn này. Rồi sau đó thì anh em sẽ vào tiếp cái mục là bộ nhớ trong. Rồi kế đến thì chúng ta sẽ vào cái thư mục là download hoặc là tải về nhé. Rồi nhấn vào download hoặc là tải về. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ra cái tập tin là NTA Theme 11 mà mình đã cung cấp cho anh em. Đó, anh em tải về thì nó sẽ nằm trong này nhé. Rồi anh em nhớ là sau khi tải về thì nhớ giải nén cái file này ra nhé. Chỉ cần anh em nhấn vào nó này. Đó, sau đó anh em nhấn vào giải nén thôi. Ok, sau khi mà chúng ta giải nén ra thì nó sẽ được một cái thư mục có tên là NTA Theme 11 ở trên này luôn. Đó, ở trong này thì chúng ta sẽ có ba cái file. Đầu tiên đó là cái file Theme 11 này, .nova backup. Rồi thứ hai là cái file TA01.kwgt. Và cuối cùng là cái tấm hình để chúng ta cài làm hình nền nhé. Rồi, ở trong này thì anh em sẽ nhấn vào cái tấm hình cho mình nhé. Chúng ta sẽ mở bằng bộ sưu tập đi. Kế đến thì anh em sẽ nhấn vào cái biểu tượng dấu ba chấm trên này để chúng ta cài cái tấm này làm hình nền nhé. Rồi chọn đặt làm hình nền này, cài cho màn hình chờ. Ok, đặt làm hình nền. Đó, rất là dễ. Sau khi mà anh em cài hình nền xong thì chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài. Và anh em sẽ làm tiếp cái bước nữa là chúng ta sẽ mở cho mình cái ứng dụng Nova Launcher lên nhé. Rồi anh em mở Nova Launcher lên, chúng ta sẽ nhấn vào tiếp theo này. Rồi nhấn tiếp vào tiếp theo, áp dụng. Đó, nó bị văng ra ngoài thì anh em cứ vào lại cái Nova Launcher nhé. Rồi thì đây là cái giao diện cơ bản ở bên trong cái ứng dụng Nova Launcher. Bây giờ thì mình sẽ nhấn giữ vào một cái vùng trống bất kỳ ở trên màn hình nhé. Anh em nhấn giữ vào. Đó, sau đó thì anh em chọn vào cài đặt này. Rồi, nó hiển thị ở trên cùng nó có cái dòng chữ là không đặt làm mặc định ấy, thì anh em sẽ nhấn vào nó nhé. Và chúng ta sẽ chọn vào Nova Launcher, rồi chọn vào luôn chọn nhé. Ok, tiếp theo thì ở trong cái giao diện này anh em sẽ vào tiếp cho mình cái mục là sao lưu và nhập cài đặt. Đó, kế đến thì anh em sẽ vào cái mục là khôi phục hoặc quản lý sao lưu. Rồi, ở đây thì anh em sẽ nhấn cho mình cái chữ là duyệt nhé. Đó, đến cái bước này thì anh em sẽ nhấn vào cái biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc trên bên trái cho mình. Nó gần cái chữ gần đây ấy. Rồi sau đó thì anh em sẽ tìm đến cái nơi chứa cái thư mục NTA Theme 11 mà ban nãy chúng ta đã giải nén ra nhé. Ở ban nãy thì nó sẽ nằm ở trong cái phần là bộ nhớ trong, có nghĩa là cái phần tên máy này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục là download. Đây rồi, download. Rồi tiếp theo là cái thư mục NTA Theme 11 ha. Rồi ở trong này thì anh em sẽ chọn cho mình cái file đầu tiên, đó là cái file Theme 11 nhé. Nhấn vào file Theme 11. Rồi chọn OK. Đó, nó lại văng ra ngoài thì anh em cứ mở lại cái Nova Launcher một lần nữa cho mình nhé. Rồi thì đây là cái giao diện cơ bản mình đã thiết kế sẵn cho anh em. Đó, mình đã mod lại những cái biểu tượng ứng dụng. Nó có cái chủ đề giao diện là màu xanh ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái chỗ này một chút xíu. Ở đây thì mình sẽ mod thêm một cái đồng hồ và cái xem thứ ngày tháng ha. Thì anh em sẽ nhấn vào cái chữ K cho mình. Rồi, anh em nhấn vào tạo mới này. Tiếp theo thì anh em sẽ nhấn vào cái dòng chữ là click to setup cho mình nhé. Ok, ở trong này thì anh em sẽ nhấn vào cho mình cái phần là import này, cái nút import ở trên nhé. Rồi, kế đến thì chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục NTA Theme 11 ban nãy nhé. Rồi chúng ta sẽ vào tiếp cái phần là download này. Rồi NTA Theme 11. Đó, ở trong này thì anh em sẽ chọn cho mình cái file là TA01 nhé. TA01. Nhấn vào. Đó, ngay khi anh em nhấn vào thì nó sẽ có cái tiện ích xem thứ ngày tháng ở đây ha. Anh em nhấn vào nó luôn.
Rồi, ở trong này thì mình đã mod lại cái chỗ này thành cái tên của mình á. Nếu mà anh em muốn chỉnh thành cái tên của anh em á thì anh em sẽ vào cho mình cái phần đầu tiên này, item. Rồi, kế đến thì anh em kéo xuống cho mình. À, chúng ta sẽ tìm đến cái phần văn bản mà nó có cái chữ NTA channel á, cái phần văn bản cuối cùng nhé. Đó, sau đó thì anh em nhấn vào cái phần là NTA channel ha. Nhấn vào đây. Rồi, ở đây thì anh em có thể tùy chỉnh lại thành cái tên của anh em nhé, tên bất kỳ, chẳng hạn như là mình viết ngược lại là TAN đi ha. Đó, sau đó thì anh em sẽ nhấn vào cái nút lưu ở trên này. Đây. Rồi, sau khi xong thì anh em sẽ nhấn vào cái nút lưu ở trên này cho mình nữa nhé. Đó, nhấn tiếp vào đây. Đó, như vậy là xong. Rồi, bây giờ anh em thoát ra thì chúng ta đã cài được xong cái giao diện này. Đó, như các bạn thấy này, cực kỳ chất luôn. Ở trên này thì chúng ta có thể xem được giờ này, rồi thứ ngày tháng này, và cái tùy biến cái tên của mình. Còn ở bên dưới này là cái phần những cái ứng dụng của mình ở trong máy nhé. Ok, như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy nhấn like và nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại anh em.